Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây máy cắt cỏ nha. Cây máy cắt cỏ này là dạng khinh binh nha, rất là nhẹ luôn, nhẹ tưng luôn nha. Nó tầm có 4 ký mấy thôi. Nó mang cái thương hiệu là Kiorit ha, và nó có cái tên riêng ở đây các bạn. Đây, Kiorit SRE2310 nha, dòng đời 4 số, là dòng đời cực cao rồi, đỉnh cao luôn. Tất cả các chi tiết đều các bạn nhìn thấy rất là mỹ miều luôn. Đặc biệt là nó chạy một cái chế quạt khí quanh rồ 2 kim các bạn. Mới chát như đập thùng luôn. Các bạn nhìn xem nha. Nó có cái nòng là 32 ly ha. Có chụp giật trợ lực, có xả tự động. Cho mình coi. Đây, các bạn quan sát xem cận xem ha. Cái nào nó chẳng tinh luôn ha, chụp giật nè, rất là đẹp luôn, rất đổi là đẹp. Đây cái chế quạt khí nè, giống như đập thùng vậy các bạn, nghe gió nè, cực kỳ đã luôn. Bạn thấy nè, dàn ngính luôn, ngính luôn, rất là đẹp. Ở đây cái dòng máy này nắp xăng kính nha các bạn, nắp xăng kính, nó không có lỗ thông hơi ở nắp xăng mà nó lại có cái lỗ thông hơi ở đây các bạn. Đây, lỗ thông hơi của nó đây ha. Đây. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt đây các bạn. Xăng cộng với nhớt ha, tỷ lệ khoảng 50cc trên lít là tối thiểu nha các bạn. Tỷ lệ 50cc trên lít là tối thiểu. À, các bạn có thể tăng lên 55, 60, 65 cũng tùy theo cái máy mình sử dụng. Nó tải nặng ha, chạy lâu ha, thì mình tăng nhớt lên khoảng 60c thì cái máy hoạt động rất là đã luôn các bạn, chạy rất là, cái độ bền rất là cao ha. Các bạn đừng nên pha ít nhớt quá nha, dầu nhớt gì đi chăng nữa thì tối thiểu cũng phải 50cc ha. Nhưng mà đặc biệt là mình nói nhớt gì đó là nhớt hãng gì đó ha, còn cái đặc tính là phải là nhớt hai thì nha, đặc tính nhớt là phải nhớt hai thì, còn cái hãng là bất kỳ hãng nào các bạn cũng tối thiểu là 50cc để mình trừ hao nhớt điểu nha. Mặc dầu nhớt là các hãng danh tiếng đi chăng nữa nó cũng rất là nhiều nhớt điểu, mình không biết đâu mình gờ ha, cho nên nó là mình phải từ 50cc đổ lên nha, không được thấp hơn nữa là cái máy mình hoạt động nó mới ngon, máy bền máy nha, không có bị dính nồng. Đấy, đẹp như đập thùng. Đây, hệ thống dây ha, hệ thống xúc kết ở đây các bạn. Đây cái đệm hông này các bạn thấy, nhìn thấy đã con mắt luôn. Này anh Nhật anh đề gì nè, Astoda gì nè. Mình không biết anh đề cái gì. Móc dây đeo đây ha, cụm nữa nè. Tay nắm phía trái, tay nắm phía phải nè, có tay ga nè, có tích hợp công tắc ha. Công tắc này là đẩy lên là nổ nha, kéo về vậy là tắt nha, đẩy lên là nổ nha. Đẩy lên vậy đó là khởi động đó các bạn, đẩy xa chữ ít nét nè. Chữ này nó bốn chữ này nó ít nét nhất ha. Các bạn đẩy ra xa, kéo về là tắt á, kéo về chữ này là tắt ha. Đó nè. Cái này nó có cái móc cố định dây ga nữa nè, rất là đã luôn, mới chát luôn như đập thùng. Tất cả các chi tiết đều rất là đẹp, còn rất là đẹp tinh âu luôn. Cần láp đó nè, cần láp 25 ha, đặc trưng của dòng Kiorit là cần láp 25 nha các bạn. Chẳng cỏ nữa nè, cùi nữa nè, cùi rất là đỉnh luôn, cùi có siêu chống dính cỏ nè, chén úp ngược. Các bạn nhìn ha, ở trên các bạn nhìn xuống thấy cái kẻ, nhưng các bạn nhìn ngang nè, cỏ lúc nào nó cũng dắt ngang, nhưng mà nó đẩy kín cái khe hết, đẩy kín khe hở hết, đâu còn kẻ nào để cỏ nó dắt vô ha. Vậy như thế này cỏ không có đường nào bám díu vô đó được hết, do đó mình cái dao mình chạy nó quay bon hoài suốt ngày luôn, nó không có bị đứng dao, do đó là khi mình làm công việc á là nó đỡ vất vả, đỡ phải ngừng máy, đỡ phải gỡ cỏ ha. Nó những cái cùi mà có siêu chống dính cỏ thì các bạn xài nó sướng vô cùng luôn.
Nếu các bạn nào mà có cái máy mà có bị dính cỏ đó, rất là tức các bạn, rất là bực bội luôn ha. Nhưng mà nhiều người cũng không biết cái những cái hệ thống mà siêu chống dính cỏ hoặc chống dính cỏ đó, thì họ cũng không có đòi hỏi cao, còn mình biết rồi thì mình có cái siêu chống dính cỏ thì nó rất là đã luôn. Các bạn quan sát xem ha, máy đẹp như đồng thùng, tất cả các chi tiết 100% là zin nguyên bản hết các bạn. Mình nổ thử ra, rồi mình lên ga lớn cho các bạn xem nha. Nó khởi động thì quá đỉnh luôn. Đây, kéo ha, hơi đó, hơi hơi rất là dữ luôn. Kéo nè, qua tua là nổ ha. Nổ lại nha. Gặp để mình lên ga lớn cho các bạn xem. CC của Kia Rít không chạy lạng quạng là mấy dòng 26 khác chạy không có lợi nó luôn. Mitsubishi chạy chưa có ngon bằng, chưa chạy Mitsubishi nổ chưa có ngon bằng Kia Rít các bạn, mình nói thật luôn. Đây các bạn nghe này ha, đỉnh cao chưa, rất là đã luôn. Rồi mình tắt nha các bạn. Rồi cái video mình giới thiệu cây Kia Rít SRE 2310 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.